Vào ngày 22 tháng 3 năm 2024, Aito thông báo rằng mẫu SUV cao cấp M9 của hãng đã nhận được hơn 60.000 đơn đặt hàng sau 86 ngày kể từ khi ra mắt vào tháng 12 năm ngoái. Trước đó vào ngày 29 tháng 2, số lượng đơn đặt hàng đã đạt mốc 50.000 chiếc. Aito là thương hiệu Do hãng điện thoại Huawei liên doanh cùng đối tác Ziax để xâm chiến thị trường ô tô ở Trung Quốc, họ chính thức tung ra chiếc SUV cỡ lớn M9 vào ngày 26 tháng 12 năm 2023 là mẫu xe thứ ba tiếp theo sau M5 và M7. M9 có giá khởi điểm 1 tỷ 610 triệu có sẵn phiên bản BF và REV và có 5 màu ngoại thất bao gồm hai màu đơn sắc và 3 màu kép. Được giao hàng đầu tiên bắt đầu vào ngày 5 tháng 2 năm nay. Theo tin tức trước đó. Mục tiêu bán hàng cả năm của Aito cho năm 2024 là 600.000 xe. Aito cũng có kế hoạch phát hành và sản xuất hàng loạt mẫu M8 vào năm 2025. Aito M9 được định vị là mẫu SUV cỡ lớn hàng đầu và áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của dòng xe thông minh Huawei. So với Aito M5 và M7, sự cải thiện về ngoại hình vẫn rất rõ ràng. Sự khác biệt giữa phiên bản chạy điện thuần túy và phiên bản mở rộng chủ yếu thể hiện ở các cửa gió ở viền trước. Hệ thống chiếu sáng thông minh được áp dụng. Trên mẫu xe SUV cỡ lớn Aito M9 bao gồm đèn pha ma trận thích ứng, đèn pha chiếu thông minh, đèn chiếu gần thích ứng, đèn định vị đường chân trời và đèn pha ma trận tương tác thông minh. Aito M9 được trang bị thân xe siêu chắc chắn, khối lượng toàn bộ xe được làm bằng hợp kim nhôm chiếm 80%, hệ số trọng lượng nhẹ thấp và có góc lái lớn. Công nghệ không chiếm không gian phía sau và đạt bán kính quay vòng tối thiểu 5m8. Việc bổ sung tay nắm cửa ẩn và bánh xe cản gió thấp nâng hệ số cản gió của xe. Đồng thời, cả bốn cửa đều được trang bị tay nắm cơ khí nhằm nâng cao hiệu quả thoát hiểm trong trường hợp gặp nạn. Về kích thước thân xe, chiều dài, chiều rộng và chiều cao của Aito M9 lần lượt là 5.230mm, 1.999mm, chiều dài cơ sở là 3.110mm, gần với BMW X7 hơn nhưng vẫn có một khoảng cách nhỏ giữa nó, và Mercedes-Benz GLS. Hình dáng đuôi xe cũng đơn giản nhưng vẫn có cảm giác nặng nề. Phía dưới logo Aito là đèn hậu dạng xuyên thấu, phía sau có thanh chắn dưới mạng chrome, phong cách tổng thể tương đối thống nhất. Về nội thất, phong cách thiết kế tổng thể của Aito M9 rất đơn giản và có 3 màu. Toàn bộ xe được bọc da napa và cao cấp, mui xe bọc da lộn, vô lăng cùng màu, khoách tán vòng ngôi sao pha lê và các nút bấm thông minh, gỗ nguyên khối màu trắng tự nhiên. Hãng xe Trung Quốc gọi Aito M9 là vua xe công nghệ và thế hệ đi trước về công nghệ. Aito M9 áp dụng thiết kế 3 màn hình phổ thông tích hợp mới, bao gồm bảng điều khiển LCD 12.3 in, màn hình, điều khiển trung tâm thông minh lớn 15.6 in và màn hình giải trí hành khách 16 in. Với buồng lái thông minh Harman Zos 4 mới, bạn có thể điều khiển toàn bộ ô tô bằng cách trượt bằng 3 ngón tay. Được trang bị đầy đủ 10 màn hình, chuyển động liền mạch giữa chúng và trải nghiệm giải trí, như xem toàn bộ ô tô cùng một lúc. Đồng thời, phía sau hai hàng ghế đầu tiên còn có giao diện Huawei MacLink có thể mở rộng thiết bị ở hàng ghế sau thông qua giá đỡ tử tính và dựa trên buồng lái hong men. Nó cũng có thể nhận ra tương tác liên kết đa màn hình. Về sức mạnh, chiếc SUV cỡ lớn Aito M9 sẽ cung cấp hai hệ thống điện, phiên bản phạm vi mở rộng và phiên bản chạy điện thuần túy. Cả hai đều sử dụng bố trí động cơ kép phía trước và phía sau. Trong số đó, phiên bản thuần điện có động cơ phía trước có công suất tối đa 160 kW và động cơ phía sau có công suất tối đa 230 kW được trang bị pin lithium ternary công suất 97kW có động cơ thuần điện. Phạm vi di chuyển bằng điện là 630km.